Tử Vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, tháng 7, âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Thìn là một trong những con giáp rất thành công trong tháng 7 âm lịch này. Khi bắt tay vào công việc, thường rất hăng say, cháy bỏng với niềm đam mê của mình, sẵn sàng thể hiện bản thân ở bất kỳ đâu. Vậy tuổi Canh Thìn có rất nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự kiên trì, cẩn thận. Tính cách này khiến mọi người cho rằng nhiều lúc tuổi Canh Thìn quá phô trương, tự tin. Không ít những lần tuổi Thìn phải đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thậm chí thất bại. Lý do là vì họ quá hấp tấp, không suy tính, cẩn thận trước những quyết định. Vậy với những thành công và may mắn trong tháng 7 âm lịch hay tháng cô hồn, thì những người tuổi Canh Thìn cần lưu ý những gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bạn tuổi Canh Thìn trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Tuổi Canh Thìn 2000 vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý hơn nữa. Thông thường, đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân mình. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Thìn sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Tuổi Canh Thìn sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Con giáp này đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội, tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Thìn sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận, sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại để chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Đặc biệt trong năm 2021, các bạn tuổi Canh Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đồ họa, phù hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Canh Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho các bạn tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bạn tuổi Canh Thìn trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với may mắn trong công việc, các bạn tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ được tăng lương trong tháng này. Bạn sẽ thấy dễ dàng đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Người tuổi Canh Thìn dễ dàng vượt qua khó khăn, trở ngại, băng băng tiến bước trên con đường thành công. Các bạn có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho những nhiều trọng. Các bạn có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm tiến bước. Trong tháng 7 âm lịch, tử vi nhắc nhở các bạn tuổi Canh Thìn cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có nhiều kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi,
mà hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, cho mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bạn tuổi Canh Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tiền bạc, tài lộc. Xem tử vi tháng 7 âm lịch, các bạn tuổi Canh Thìn không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc của mình. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thật sự cần thiết. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản thân các bạn tuổi Canh Thìn cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng tiền bạc của người thân, bạn bè chứ không phải của bản thân mình. Bạn cũng quý trọng tiền bạc nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Chính vì vậy trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Canh Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Phòng sẽ giúp hóa giải vận hạn, rồi đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc. Đặc biệt, Phong sẽ như một quý nhân tương trợ, bảo vệ tuổi Canh Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh, đầu tư. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ rất may mắn trong các mối quan hệ yêu đương, tình cảm tháng này. Tử vi cho thấy có báo hỷ trong tháng 7 âm lịch, nên gia chủ tuổi Canh Thìn nếu đã có đối tượng thì rất phù hợp để kết hôn. Nếu còn đang độc thân thì đây là thời điểm tốt để bạn tìm hiểu yêu đương. Hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể vì đó là cơ hội tốt của bạn. Với những người đã có gia đình, hãy dành thời gian cho vợ, chồng, các con của bạn. Một chuyến ra ngoại sẽ khiến tình cảm của gia đình thêm gắn bó hơn. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Canh Thìn hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, các bạn tuổi Canh Thìn còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Các bạn tuổi Canh Thìn sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này, các bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên. Người tuổi Canh Thìn còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân, nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các bạn tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn Canh Thìn. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về vận hạn của những người tuổi Canh Thìn trong tháng 7 âm lịch. Nắm được những vận hạn của mình sẽ giúp cho những người tuổi Canh Thìn biết được những hung họa trong tháng để mà tránh. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để các bạn tuổi Canh Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra.
Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, nạp âm, sơn đầu hỏa. Tháng Thân, lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Canh Thìn trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 7, tức ngày 18 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, mậu tuất, nạp âm, bình địa mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 7, tức ngày 30 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, canh tuất, nạp âm, thoa xuyến kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn và trên con đường tình duyên, sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng này còn có một số ngày cát lành để các bạn tuổi Canh Thìn có thể tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 7, tức ngày 17 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bình dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 7, tức ngày 29 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, kỷ dậu. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bạn tuổi Canh Thìn trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc trong tháng 7 âm lịch được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.